Trần Thị Thủy Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận huyện Đắk Rông, biết được cái tổ chức phục phôn này là từ năm 2000 qua cái trận lũ lịch sử năm 2000 rất là xảy ra lịch sử năm 2000 thì tổ chức phục phôn đã đến và hỗ trợ những cái phần quà cho những bà con và thiệt hại rất là lớn của năm 2000 ở xã Ba Lòng, sau đó đi tuyển 14 vào xã Tà Rụt. Thì từ đó tôi đã quen biết với bác Nguyễn Đại Phùng cũng như là chị Hàng Công, cái đoàn tổ chức phục phôn. Và từ đó năm đến nay thì tổ chức phục phôn đã hỗ trợ rất nhiều cái hoạt động ở trên địa bàn huyện Đắk Rông, đã hỗ trợ xây dựng được 7 nhà đại đoàn, nhà tình thương cho các hộ nghèo và 7 cái hệ thống giếng khoan và bể chứa nước sinh hoạt cho các cái khu cộng đồng cũng như điểm trường học của hôm nay của xã Đắk Rông, và tổ chức nhiều cái hoạt động tặng quà cho người nghèo, tổ chức tặng quà cho học sinh, học bổng cho học sinh, rồi là tổ chức các bữa ăn cho đối tượng học sinh, trao quà rồi trao xe đạp cho học sinh. Đây là một trong những cái chương trình mà có ý nghĩa rất là sâu sắc và rất là có ý nghĩa lớn đối với đồng bào, giảm bớt những cái khó khăn cho đối tượng hộ, các hộ đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Đắk Rông. Vàng bực trên thời gian này nó điền hiện hữu qua cái việc nhân sinh bằng cái duyên của mình. Và thực sự hôm nay đứng trên cái bục này để nói chuyện thì chúng tôi rất hạnh phúc. Bởi vì chúng tôi vẫn thông qua cái quan niệm rằng hạnh phúc nó không phải là những gì tôi đã có, sẽ có trong tương lai, mà những gì tôi có trong hiện tại, những gì tôi đứng hôm nay nhìn những khuôn mặt các em và tất cả những ba con đang chuẩn bị đón nhận những phần quà, đó là niềm vui và hạnh phúc chúng tôi. Thì có cái cảm giác đấy, có được cái cảm nhận đó, nó không phải để cho chúng tôi tạo nên,
mà do tất cả những tấm lòng nhân ái, đặc biệt là anh chị Kỳ Trâm và những bà con ở nước ngoài, những người có của có công nhưng họ không đến được nơi này để trao tặng những phần quà đó, quý vị ấy đã gửi gắm cho chúng tôi để chúng tôi là những người trực tiếp trao đến cho bà con. Ông Nguyễn Quang Phục, đại diện chủ tịch quốc hội tại Việt Nam, và thưa toàn thể các bà anh chị cùng đoàn của tổ chức quốc hội, thưa đồng chí Hồ Văn Dương, bí thư đảng ủy xã, các đồng chí trong thường trực hội đồng nhân dân, ban nhân dân xã Cát Rông, thưa toàn thể các đồng chí trong ban giám hiệu và thầy cô giáo trường tiểu học số 4 Đắk Rông, và toàn thể các bậc phụ huynh và các cháu. Và đã được hôm nay cũng rất vui khi được đón chức côn đến trao quà cho các cháu và dành những tình cảm cho trường tiểu học nói riêng cũng như là huyện Đắk Rông nói chung. Thì như ta biết, Đắk Rông là một trong những huyện miền núi, đời sống của bà con gặp rất nhiều khó khăn. Thì trong những năm qua đã được Đảng và Nhà nước quan tâm, và trong đó đồng hành với chính quyền, cấp ủy và chính quyền thì tổ chức phụ thôn đã dành cho những xây dựng các cái công trình như chữ nước, nhà ở. Thì đây là phải nói rằng là một tình cảm rất quý báu, thì cũng có gì hơn thay mặt cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện xin gửi lời cảm đến tổ chức phục hôn, rồi các anh chị trong đoàn đã dành những sự quan tâm ưu ái cho huyện Đắk Rông, và cũng mong muốn rằng trong thời gian tới thì tổ chức phục hôn cũng như các anh chị ông bà trong đoàn tiếp tục quan tâm và cùng đồng hành với ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện để góp phần giúp đỡ cho bà con cũng như là các cháu là ngày một tốt hơn. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn và chúc đoàn chúng ta luôn luôn sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Trân trọng cảm ơn. Thank you.
đồng sở dĩ ba lần này tham quan của cô Phan Nam Phi để thấy bác sĩ và nhân đại diện khác và cái chúng tôi thì đang làm việc với thời gian cùng đêm từ sáng nên là người đẹp nhất cao cảm nhất thì đấy bác sĩ đã bỏ thời gian này tham và đặt cái khẳng định của em và bà bạn em thì thầy muốn quý cô quý chú đó tặng lại cho các con để bà con có đảm bảo cái cuộc sống và quan tâm ý kiến của mình để đặt đó ra cái bài hỏi đó và đặt đó là những cái gì cần đó và không một mai cả em cũng sẽ mặc cả mình sẽ thank you.
đã khánh thành cái giếng cho bà con ở đây. À, đầu tư vào cái giếng và khánh thành thì hôm nay có là với là hỗ trợ 10 suất quà cho các hộ đặc biệt khó khăn của xã Mỏ. Thì về buổi hôm nay thì đoàn tổ chức phục phôn là có bác Nguyễn Quang Phục là trưởng phục phôn Việt Nam và bác Phùng phục phôn và Huế và các thành viên trong đoàn. Như là 6 tháng đúng không? Khi chúng tôi đến đây là lúc đó chị Hằng có bảo qua, tức là đang trên đường đi từ thiện về thì thấy một số bà con là mình đi xách từng xô nước và thậm chí có những người phải che cái tấm bạc lên để lấy nước mưa để sử dụng. Thì sau khi mà chị Hằng gửi hình ảnh đó qua thì chúng tôi mới thấy rằng tức là ui như vậy là bà con đây chưa có cái giếng nước. Thì sau đó là chị Hằng lại vô để khảo sát là cái gì bên cạnh, là cái nhà hiện tại mà đang xây đó, là cái chị đã hướng dẫn cho chúng tôi đi vào trong rừng trong núi để lấy từng cái thùng xô nước để mà cho bà con sử dụng hàng ngày. Thì sau đó là một thời gian sau khi cái giếng nước nó hoàn thành khởi công thì bắt đầu bà qua đời. Thì đó cũng là một cái hành nguyện cuối cùng của bà trước khi bà ra đi. Và hành nguyện chúng tôi thì cũng mong muốn làm sao đó cái giếng này để xây, mục đích là bà con sẽ sử dụng lâu dài. Thì chúng tôi những người đến để gửi tình cảm và chúng tôi sẽ ra đi, nhưng cái giếng nó sẽ còn tồn tại mãi mãi ở đây cho bà con sử dụng. Nhưng nếu bà con không biết giữ gìn nó, không biết chăm sóc nó thì chỉ có 1 năm 2 năm nữa nó hư. Cho nên mong làm sao bà con đó, bà con mình á, là những người trực tiếp sử dụng ở đây, mình cố gắng bảo trì và giữ gìn cho nó sạch sẽ để mình còn sử dụng lâu dài. Hôm nay để đoàn phục phôn đến không phải chỉ có một mình cá nhân tôi, còn có anh Phùng, chị Hằng là đại diện và đặc biệt là có thêm một cô ca sĩ là Bảo Yến Rosin là cũng tham dự cái chương trình. Thì cô cũng rất là vui khi nhận được những cái tình cảm và bà con đã đến và cũng như cảm nhận được những việc làm của chúng tôi, cho nên nhường cái này là cho cô nói vài lời với bà con. Cho con em nói à? Dạ, em thì cũng rất là vui bởi vì là được tham dự cùng với các anh chị. Và các anh chị ở đây cũng là những cái người mà rất là có một cái trái tim rất là ấm, là đi giúp đỡ bà con để giúp cho bà con vượt qua những cái khó khăn và cho bà con có nước, có điện, có mọi thứ để sử dụng. Thì em cảm thấy rất là vinh hạnh và cảm ơn anh Phúc cũng như là các anh chị đã tạo điều kiện cho em để em có điều kiện để có thể đến đây và được cùng với anh chị giúp đỡ bà con. Và mong cho bà con sẽ luôn luôn nhiều sức khỏe và sẽ càng ngày có nhiều niềm vui và hạnh phúc hơn ạ.
đây khi mà chưa có nhà thì gia đình chị ở như thế nào, bây giờ chưa thì được tổ chức phục hôn trao tặng nhà thì chị cảm thấy thế nào? Chưa nè, em chị chưa có nhà, chị ở cực khổ, chưa nè mưa lụt ở nhà họ, tam nhà họ ngủ, chưa nè cái có nhà, họ trợ nhà, cảm ơn các chủ, các anh, xin cảm ơn các chủ, các anh hỗ trợ cho em, xin cảm ơn rất nhiều. Trước đây khi chưa có nhà thì đó? Trước này chưa có nhà, em ở cực khổ, ở khi lụt, khi mưa, khi gió ở nhà họ, xin ở, xin ngủ nhà họ. Chưa có nhà rồi, chưa có nhà cái yên tâm rồi, ở thương họ, các anh các chị thương em cho em nhà, xin cảm ơn rất nhiều. Rồi chị tên gì ạ? Hồ Thị Lai. Hồ Thị Lai. Lai. Hồ Thị Lai. Thôn Ly Tôn. Thôn Ly Tôn. Đây là một trong 9 căn nhà mà Phục Phôn đã xây dựng trong năm nay. Hồ của em là cũng tương đối đặc biệt khó khăn. Khi chúng tôi phát hiện thì em Hồ Thị La đang ở một cái chòi, đồng hơn là một cái chòi. Thì chồng của em vừa mới qua đời cách đây một năm. Một thân một mình, một mẹ đơn thân mà nuôi ba con nhỏ. Hoàn cảnh của em đáng thương tâm. Sau khi chúng tôi biết có hoàn cảnh của em, đã vận động nhà tài trợ để hỗ trợ cho em căn nhà, để từ nay mẹ con của em có nơi để che nắng trú mưa và sống trong một cuộc sống xứng đáng được làm người. Đó là một cái niềm vui của những nhà từ thiện chúng tôi, và hy vọng rằng tất cả những quý vị, những tấm lòng, những ai khác, để chúng ta có điều kiện và có thuận duyên, xin tạo duyên cho chúng tôi để hỗ trợ và cứu mang những phần đời bất hạnh khác. Xin trân trọng cảm ơn.